de nós se dá aula. E hoje o de tais o zé o su. E o rio em tanta da e dó, são de dó, não. Tô bem com, vai com a cor, e se com, tal do tipo. Eu nem tô com olhos, é só dança. Tô me eu vou se com, se zé me dança. Sao hả? Không có gì. Hai tháng trước đây, khoa điều tra độc phẩm với lại khoa tình báo mình đã trao đổi hồ sơ. Căn nhà mà chúng ta nghi ngờ trở thành trung tâm phân tiêu độc phẩm đã có tất cả là 6 tuần lễ. Hai người về, ghi thời gian. Đội chó con của mình sơ bộ đã nắm được thời giờ làm việc của họ và số người ra vào. Cái tên Lương Vinh Chiếu này là người gì? Là một thằng ma giáo làm việc cho người ta thôi. Nhưng mà tin rằng từ miệng của nó chắc lấy được tình báo. Vậy có thể biết chừng nào ông chủ lên đó không? Theo sự quan sát bấy lâu, chúng ta chưa hề nhìn thấy đại ca lộ mặt. Chúng tôi tin rằng hình thức dẫn tác của đám người này phức tạp lắm. Quý à, hiện giờ đi họp với ông Phan bên khoa điều tra độc phẩm. Eric, anh và cả đội B của anh cho người qua giúp ảnh. Làm kiểu này cũng chẳng được lời gì. Đập bể chén cơm của nó cũng khiến nó đau rồi. Chạy mau bể máy rồi. Chuyện gì đây, từ bỏ đi hả? Mở cửa cảnh sát. Mở cửa mau cảnh sát. Mở cửa mau, mở cửa. Cảnh sát mở cửa. Đứng lại. Cảnh sát đứng vào bên. Mở cửa mau. Mở cửa mau. Mở cửa. Đứng yên. Đứng sát cho tôi. Mở lên. Cười cái gì? Kêu xe cứu thương đi. Sao đây? Đổi qua đổi chó có làm quen không? Quen chứ. Chỗ thích nghi lắm mà. Ai có cần giấy không vậy? Sếp Trần. Xài qua rồi, không có ngại chứ? Chắc là xì ke lên ốc rồi. Bị cảm đó lên ốc cái gì? Đừng có chơi ảnh mà. Sếp Trần, anh Trung, vừa hợp xong hả? Ăn cơm nha. Để khi khác nha, tôi còn phải đi thâu báo cáo nữa. Tư đồ à, nếu có lần sau nữa, tôi sẽ biểu anh em để ý tới ngọn gió sẽ thổi theo chiều nào, để cho anh khỏi bị hứng ngay hả? Chuyện gì đây anh Trung, hỏi chơi chưa đã sao anh còn chơi nữa? Cho dù là bị cảm hay là bị lên ốc cũng mặc đi. Làm ơn đi bác sĩ dùm, sẽ truyền nhiễm cho anh em đó, có biết không vậy? Đừng hòng được đi. Chiều nay anh còn phải qua ti lục chánh cho khẩu cung. Làm gì được rảnh chứ? Việc khẩu cung lần trước có vấn đề gì hả? Không biết, chắc là viết sai chữ, họ không hiểu. Chuyện này à, dạy cho anh, lần sau nhớ phải dùng từ điển, biết chưa? Quê, nè, đừng có nghe lời chú Long nói nha. Anh cũng biết mấy người xì ke nói chuyện không có đường lối mà. Bị nghẹt mũi mà thấy anh cũng hồi miệng đó. Tránh ra đi. Tư đồ. Ê, sếp Trần, có chuyện gì căn dặn hả? Quê, bây giờ anh qua ti lục chánh, nhất định gặp được tình dân mà. Yên tâm đi, tôi sẽ kiếm cơ hội nhắc tới ông. Nè, nhớ kỹ, đừng có nên lộ liễu quá nha. Được rồi, tôi biết làm sao mà. Chờ điện thoại của tôi đi. Lanh lợi. Anh đi đâu?
Dư luật sư, cô nói khẩu cung của tôi có vấn đề. Biểu tôi qua bên đó nói chuyện mà. Lên xe rồi nói. Ồ. Tại sao chỉ có hai đôi đũa ít vậy? Ở đây chỉ có hai người thôi. Tôi tưởng là sếp Trần sẽ lên. Tôi đâu có nói. Thật ra vừa rồi mua cơm hộp ngõ văn phòng về ăn, về bàn thảo khẩu cung cũng giống nhau thôi mà. Chuyện gì? Anh không thích tới nhà tôi ăn cơm hả? Đâu phải, làm gì có chuyện này. Chỉ là bắt cô đích thần xuống bếp, thấy e ngại chút thôi. Không sao, sẵn tôi cũng nợ của anh mà. Cô nợ của tôi? Lần trước cái vụ án mà nhân chứng Dương Yến Bình đưa ra tòa suôn sẻ, không nhiều thì ít thì cũng phải ráng cảm ơn anh. Xin lỗi Dương luật sư, tôi biết là tôi độc hành độc đoán, nhưng mà tôi đâu có trách anh. Chuyện gì? Cái tướng của tôi không giống là thật lòng cảm ơn người ta hả? Ăn chén canh đi. Mùi gì mà ngộ vậy? Là canh gì hả? Thịt cá sấu. Lần trước anh đã bị xì ke đổ ngay trong mình rồi, không nhiều thì ít thì cũng có hít vào trong phổi. Người già cả nói là có thể giải độc được đó, nên nấu cho anh ăn. Chuyện gì? Cô uống lắm hả? Không phải, làm gì có chứ. Chỉ là tôi có thói quen ăn cơm xong rồi thì mới uống canh. Tại sao anh chỉ ăn cơm trắng vậy? À phải. Ê, ngồi yên. Tôi chợt nhớ ra là cái vòi nước nhà tôi chưa có tắt, tôi phải về dặn lại. Xin lỗi nhà, tôi đi trước. Tôi đưa anh đi. Quỳ, tôi ở Cửu Long mà, có phải có đi lộn đường không vậy? Cũng đẹp lắm chứ. Đẹp chứ. Ba mươi mấy còn giữ được như vậy thì khá lắm. Bộ anh thấy ngại đàn bà lớn hơn anh hay sao? Tính của tôi thì háo thắng lắm. Mỗi lần thua kiện tôi đều không có xin với ông quan tòa. Tôi chỉ nói với ông là tôi phải thắng. Như vậy cũng được sao? Trừ khi tôi công tiếp mà thôi. Mấy cái vụ án tôi tiếp thì nhất định phải thắng. Tôi tới phiên ông tòa nó không được. Đồng thời những gì mà tôi thích thì tôi phải chiếm hữu, chứ không thích nhớ nhung. Như vậy thì tốt. Ít có người nào có lòng hướng thượng như cô vậy. Tôi nghĩ là như vậy anh không thấy quá trực tiếp hay sao? Trực tiếp không có tội đâu. Chị à, chị tự trọng chút đi. Chị làm như vậy có lỗi sếp Trần đó. Anh nói gì đây? Phải, tôi thừa nhận là tôi tuổi trẻ hằng máu. Tôi thừa nhận là cô đối với tôi có một chút quyến rũ. Nhưng sếp Trần là sếp của tôi, cô là người đàn bà của ổng. Hơn nữa, tôi là một cảnh sát có nguyên tắc. Cô không thể đòi hỏi tôi xảy ra quan hệ này với cô. Tôi xin anh làm ơn đừng có diễn những lý lẽ như vậy ở trước mặt của tôi nha. Cảnh sát chúng tôi đều thờ quan công, tôi không thể mất đạo nghĩa như vậy. Xin lỗi, vừa rồi tôi thật là có lỗi. Tôi nói xin lỗi với anh nha. Lần này tôi thiệt đưa anh về đó. Anh đi kiểu này thiệt mất thì giờ lắm. Quê, anh nói là anh tới văn phòng trò chuyện cả đêm, đâu có thể nào không nhắc tới tôi chứ hả? Tra từ điển mất thời gian lắm. Anh cũng biết tánh của Dư luật sư rồi, lúc làm việc thì rất nghiêm túc. Anh chỉ là đi hỏi khẩu cung thôi mà, đâu có thể nào bận đến nỗi nhắc tới tôi vài lời cũng không có thời gian. Tôi có mà, hễ vài ba câu là nhắc tới ông. Chỉ là không thấy phản ứng gì. Tôi một mình cứ nói như vậy thì cũng đâu có thể chống chọi tới hết màn chứ. Uống cái kiểu này dễ bị sặc lắm. Sếp Trần à, có lẽ số mạng là như vậy, đừng có tự hành hạ mình nữa. Uầy, có phải là có chuyện gì giấu tôi hay không? Có phải tình dân nói với anh là cậu đã yêu người khác không hả? Lần này nhất định là bị cậu chơi chết mà. Dư luật sư đâu có nói như vậy chứ. Nếu không có
Tại sao anh lại khuyên can tôi chứ? Tôi biết, anh sợ là tôi biết được chân tướng sẽ đau buồn thôi, có phải không? Chuyện này tôi cũng không rõ. Anh cũng biết mà, tôi không quen thân với cổ. Đừng có đa nghi với sếp Trần à. Cho dù có tiền đi cua trai, cũng không phải ai nấy được chịu cổ dỗ ngọt đâu. Không rõ hả? Chính vì tôi quá rõ tính của cổ mới lo lắng thôi. Cổ làm việc đó hả? Trực tiếp lắm. Lần trước cổ đang hạ cơm ở mé môi của tôi thôi á, thì cổ không phải tôi đã bị cổ. Thì ra lần nào cũng dùng chiêu này. Lần nào? Có phải lần nào hay không tôi không rõ. Quê, anh uống gấp vậy dễ bị sặc lắm. Cho tôi thêm một ly. Ngày xưa ở Việt Nam, mấy ông cụ nói với tôi là khi con người bị hỏa táng đi, bầu trời cũng nhạt, thì chứng tỏ người đó càng đi được yên lòng. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, vừa đánh giặc xong, ngoài đường toàn là xác chết. Họ tưới xăng lên xác chết rồi đem thiêu. Bầu trời lúc đó thiệt đen và tối. Cô định không về Việt Nam nữa hả? Tôi không biết, tôi không muốn suy nghĩ tới. Sẵn bây giờ ở Hồng Kông, tôi còn có nhiều việc chưa làm. Ti Lục Chánh nói là theo tình thế này, tháng sau là Dương Lực Vinh sẽ bị đem ra phán. Chuyện đó cô không cần lo lắng nữa. Tôi biết, tôi đã nhờ hình cảnh quốc tế ở bển đưa tro cốt của chị qua về đây. Đã kiếm lại được má của chị rồi, tôi định là đem chị về Hồng Kông để mà có thể được chung chung với má của chị. Ngoài việc này, tôi thì nghĩ không ra còn chuyện gì có thể làm cho chị nữa. Dĩ nhiên là có. Cô phải cố gắng làm nên. Vì chính mình cô hay là Dương ý mình cũng được. Yên tâm đi sếp Trung, con đường này là do tôi chọn, tôi không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Vậy được, nếu cô có cần gì cứ đến tìm tôi nha. Từ lúc ở Canada tôi đã nợ anh quá nhiều, chị không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Anh yên tâm, tôi đã lớn rồi. Bộ tưởng như chị Hoa nói, tuổi dậy thì sao? Tôi biết tự chăm sóc lấy mình. Lúc xưa anh đãi tôi ăn nhiều như vậy, hay vậy nha. Khi tôi trở về Canada, anh tới thăm tôi, tôi sẽ đãi anh ăn lại một bữa, chịu không? Quân tử nhất ngôn. Được, quân tử nhất ngôn. Ừ. Con cứ nói, cha nói nhiều, sai nhiều. Bộ tưởng cha điên hay sao? Thì ba phải mà. Anh hai của con cũng là ba của con. Ăn cơm rồi còn nói nữa hả? Má hối ba kìa. Tưởng ba không biết tánh của nó hay sao? Được rồi, ba có kế an ủi nó mà. Như con nhắc tới Tụng Liên á thì khiến nó càng đau lòng thôi. Được rồi, được rồi, ba lấy né đó mà. Có thiệt mới nói nha. Kìa, thằng Trung về tới rồi. Chào ba má. Ăn cơm luôn nha. Rồi. Nói chuyện với nó nha. À. Em con đó. Dạ. Má à, cho con ly trà. Ừ, vô giúp tôi đi. Tôi chưa nói xong. Vô đây đi mà, thiệt tình. Sao đây hả Huệ? Anh hai. Nói chuyện với ba lâu rồi hả? Dạ phải rồi, dài dòng quá mà. Anh hai à? Yên tâm đi, anh hai không cần gì đâu. Nhưng mà em có chuyện đó. Ừ, em có chuyện gì? Ở bên này đó không có đông người, lại phải nấu cơm, cắt cỏ, phơi nắng. Người ta nói bên này tại vì gần cái lỗ ở tầng khí hơi của Nam Bán Cầu, ánh nắng thật là độc lắm, khiến bây giờ khuôn mặt bị nhiều tàn nhang. Đi trở về thì không biết là sao, nhất định là bị đen thui lui rồi. Nè, em có khiếu nại gì á, cứ nói với thằng Thái là được rồi. Chuyện gì đây, anh em với nhau mà. Em thấy không được vui là nói với anh ngay. Anh lại ăn nói như vậy với em hả? Anh thiệt là. Cho một chút thì giờ, cho một chút nhẫn nại, rồi con người sẽ không có sao. Thiệt hả? Anh hai có bao giờ gạt em? Anh hai à? Chuyện gì? Em thiệt là nhớ tới chị Liên lắm. Khờ quá, đừng có nhắc tới chuyện này nữa. À, nói thiệt nha, em với anh Thái tới chừng nào mới về thăm người nhà đây? Tiểu Khắp, đừng có lo coi nữa, đã qua mặt anh rồi. Nhưng dùng mục tiêu trước sau để ngó đằng sau hai lần rồi, có lẽ nhận ra được anh. Tiểu Khắc, qua mặt hắn rồi lên xe đã.
Chí à, đợi tiếp sức nha. Chí à, về nhà uống canh được rồi. Chị Phi phải ra phố đó. Sếp Trung, tình báo này có chính xác hay không vậy? Ờ, thằng khỉ đó hôm đó đã bỏ trốn bao nhiêu ngày rồi, cũng không dám lộ mặt vào ban ngày. Bây giờ khi không, 2 giờ mấy ban trưa lại lộ mặt, nhất định là có manh mối mà. Gọi sẵn một tổ người khác ở trạm kế tiếp chờ đợi đi. Phi à, Phi à, bỏ đi ngay, đừng có theo nữa. Khờ quá, cứ đi ngang đại đi. Đừng có bể mánh nha, nếu như bị mất luôn thằng này, không biết phải kiếm ai để theo đó. Phương, mày có coi tao là anh hay không? Theo mày nãy giờ rồi, thiệt là kiếm ăn hả? Má chờ mày lâu rồi, đi về đi. Thiệt tào lao, làm điểm có tội sao? Sếp Trung đã gọi một tổ khác đi theo rồi, đừng lo. Thời bà con thì không biết hoàng bảo, ngày nào cũng một sách truyền đơn thì không biết ít gì. Xưa người ta đâu có biết công ty của mình là giả chứ. Anh có rảnh rỗi thì chùi ống kính đi, bị móc meo hết rồi kìa. Biết rồi. Xin lỗi nhà sếp Trung, lần sau tôi sẽ cẩn thận một chút. Cũng không có thể trách hết chị đâu. Từ nay chị phải biết tùy cơ ứng biến nha. Còn về kinh nghiệm thì trên cơ bản không thể dạy chị đâu, là phải do chị từ từ tích lũy đó, biết không? Sếp Trung, báo cáo ngày hôm nay đã xong. Cảm ơn nhiều. Thiệt chứ giả cho anh chị, tôi cũng biết là chỗ người mình không có đủ người dùng, nhưng mà anh chị đừng lo, tôi đã xin với cấp trên rồi, họ sẽ phái thêm người tới giúp mình. 3-3-4-4 trên chị sếp. Ở đây không cần câu nệ lắm, là đây mới của mình ngủ lạc quan. Tự giới thiệu nha, tôi tên Chí. Chào anh. Tôi Tiểu Khắc. Chào anh. Tiểu Mẫn. Chào chị. Ờ vậy nha, lát nữa ăn cơm. Tôi đừng khi khác đi, bữa nay tôi chỉ muốn hẹn sếp Trung ra ăn cơm thôi. Anh hẹn tôi ra ăn cơm, rồi anh thì cứ lo ăn thôi. Coi phải có chuyện muốn nói với tôi hay không? Phải, tôi đã hỏi ông sếp bên đầu kỹ rồi. Nói lần này qua tình báo chủ động điểm danh đổi tôi qua đội chó còn. Rồi làm sao? Tôi muốn biết có phải ý của anh hay không. Anh sẽ ngại tôi trả lời với anh là phải hay sao? Tôi không phải ngại cái gì. Tôi tự hỏi mình là một cảnh sát đảm đang. Tôi còn muốn người ta nói tôi vì quan hệ bà con mới có thể đổi ra mặt Seven. Tôi biết là anh muốn giúp cho tôi. Anh là anh rể của tôi, chị hai của tôi về đi vắng. Anh thấy là tôi cần có một người chăm sóc. Nhưng mà cho dù anh muốn, cũng nên hỏi ý kiến của tôi trước. Như vậy thì mới tôn trọng tôi chứ. Anh cứ thấy là người ta không có tôn trọng anh. Tôi không phải thấy người ta không tôn trọng tôi, tôi chỉ là muốn biết rõ câu chuyện. Trước tiên chuyện như vậy, anh muốn đổi ra làm CID, cấp trên thấy chưa phải là lúc thích hợp. Trái lại khoa tình báo cần người giúp, cho nên hồ sơ của anh mới chuyển cho sếp hả? Thứ hai, sau khi tôi đổi vô đây, cấp trên cho tôi 4 người mới để chọn vô đội. Thể năng của anh tốt nhất, không bị cận thị, diện mạo tầm thường, cho nên mới được bình giá cao nhất. Tôi cùng các tổ khác phải giành giật với nhau mới kéo qua đây để xài. Nhưng mà tôi phải giao với anh trước nha. Anh làm không có được đàng hoàng, nạp không đủ bài, anh vẫn bị kỷ luật xấu và đuổi về quân trang đó. Dĩ nhiên. Ok, nào, bây giờ đã là giờ tan sở, gọi tôi anh rể lại được rồi. Còn nữa, số tiền này á là tiền nhà tháng này của bà má đó, em giao lại cho họ nha. Nè Quang à, bữa cơm này em nói em đãi đó, đừng có bắt anh trả tiền nha. Đương nhiên là em đãi. Phải, tôi đã đặt bàn ở Đồng Hưng. À, tiện tay hỏi giùm tôi bà Lầu có đi hay không nha hả? Con về tới. Cái gì? Bà Lầu lại đổi họ bà Lý hả? Bả lại tái giá hay sao? Chịu về rồi sao? Hả? Lần nào cũng trễ tới nửa tiếng đồng hồ mới về. Kiếm hôm nào đúng giờ chút đi.
Bà ngoại vẫn chưa nói xong điện thoại. Chờ bà nói xong điện thoại mình đã ngủ rồi. Con biết không, bà đang nói chuyện với mấy cô bí thư 30 năm trước của bà đó. Hai đứa có thể giữ yên lặng chút hay không? Chị hai đâu? Tuần lễ này có đám khách Đài Loan tới công ty, chỉ định nó phải dẫn đoàn đi. Sẵn công ty trả tiền ra ngoài ăn ngon chút. Ê, nhiều khi nghĩ không biết con có vô lộn nghề hay không đây hả? Con và chị hai đều dầm mưa dãi nắng. Nó thì trắng toát, còn con thì đen thùi. Đêm nào cũng giống như là đi làm thợ hồ về vậy. Thiệt là. Có làm cảnh sát là duy trì trị an chứ không phải làm đẹp thành phố đâu. Duy trì trị an cũng có thể làm lại những việc mà con người làm. Cháu có mà. Mình đã có tên Kiều mà. Đội chó con. Cháu ở nhà còn là con chó cái trong đội chó con nữa. Thử hỏi con khó nghe không? Nhớ năm xưa con đi thi tốt nghiệp cũng khá lắm mà. Khi không lại đi làm bà cảnh sát. Bà vẫn chưa trách cháu. Bà thiệt là không hiểu. Có một người chị cho cháu noi gương mà cháu cũng không chịu noi theo. Ờ nè, vừa ăn vừa nói nha. Cơm đã cứng ngắt hết rồi. Nếu như không ăn hả, chút nữa lấy hộp cơm chọi người ta cũng chết đó. Mẫn à, không có được kém lễ nghi như vậy. Chứ đi toilet thôi. Ăn thở cái gì? Con đã có công hiển sao? Bữa cơm này con nấu mà. Hello? Nói cái gì? Quay, nói rõ ràng chút đi. Khoa tình báo có nhắc tới việc Lương Vinh Chiếu tiếp xúc với bọn buôn xì ke không? Chúng tôi đã trao đổi tình báo với khoa tình báo này mấy lần rồi. Sau cái lần đổ xì ke xuống phố, mọi người đều biết Lương Vinh Chiếu bị mình theo dõi, cho nên tạm thời không ai kiếm nó ra hàng đâu. Nếu như mà theo tiếp cũng chẳng có tin tức gì, hay là kêu đám anh em bắt nó về vô sổ cho rồi đi. Được. Hồ sơ này tôi muốn kéo thêm nữa. Xin lỗi sếp Hà nha. Trung, anh có chuyện gì? Tôi muốn là kéo thêm mấy ngày nữa mới bắt người, tại vì tôi muốn lấy thêm tin trên mình của thằng này. Nhưng mà anh đã nói không thể có mối làm ăn nữa mà. Không sai. Nhưng hôm qua chúng ta theo vào Thượng Thủy với Cẩm Điền, tôi thấy nó cứ để ý những trạm chở hàng và đã liên tục đánh mấy cú điện thoại ra ngoài. Tuy là có mấy cú lợi dụng trạm điện thoại công cộng, tạm thời không câu được dây điện thoại cầm tay của nó, nhưng mà lúc đó tôi nghe được nó điện thoại với người ta bằng tiếng phổ thông. Anh định nói là hắn có liên lạc với người ở nội địa. Không sai. Hơn nữa tôi nghi ngờ thằng này bắt đầu đưa dân đi lậu xuống đây. Đổi nghề đưa dân lậu hả? Cái nghề này kiếm ra tiền đó mà. Sếp Trần, nè, nếu như an bài dân đi lậu xuống đây để mà đánh cướp thì phải đánh giá khác đó. Nhưng mà xác suất có cao hay không đây? Cái thằng này lâu nay buôn xì ke mà, cái việc đánh cướp nó không quen đâu. Tôi nghĩ là ngựa chết thì xuống đi bộ, vì thằng Chiếu đã nợ ngoài đường 100 mấy ngàn rồi. Thêm vào chuyến hàng lần trước có một nửa bị xả ra ngoài phố, gánh nợ này cũng đủ cho nó bị chết rồi. Hắn không nghĩ cách đi kiếm tiền ngoài để xài á, sớm muộn cũng bị người ta phanh thây mà thôi. Được, vậy thì cứ diễn cái màn này cho tôi coi. Nhưng mà vậy, nếu như cái thằng này nó muốn giở trò thì bắt nó về ngay. Tôi không muốn nhìn thấy đám lưu manh chạy khắp phố. Sếp à, tôi hiểu mà. Xin chào mấy anh chị. Sếp Trung, sếp có thư nè, vừa tổng bộ gửi qua. Cảm ơn nhiều. Cái gì? Biểu tôi chụp hình phổi. Sếp Trung không có gì chứ? Không biết. Lá thư nói là chuyến bay vào trước tôi đi trên máy bay có người bị lao phổi, cho nên công ty hàng không biểu tôi với người nhà của tôi đi chụp phổi để mới khám nghiệm. Cô à, tôi tới chụp hình phổi. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại tới. Được, cô điền đơn này trước đi nha. Được, cảm ơn. Giờ xin hỏi có một người tên là Phương Thế Hiền lên đây chụp hình phổi hay không? Ai à? Ba. Ê Phương. Bà là đó hả? Chuyện gì đây, tiếng của ba mà cũng không nhận ra hả? Ê, ba đâu có chuyện nhục nhã như vậy. Ê, con có biết không, vừa rồi ở trong có một ông già, bà vợ ở cái bên hút máu để khám nghiệm thôi mà. Có cái gì đâu mà sợ. Ê, thiệt là tiếu lầm. Ê. Ba còn cười người ta nữa. Thì ngay cả bà cũng sợ con gián vậy. Hai chuyện khác nhau. Ba sợ gián thì ba nhận, ba đâu có sợ người khác biết. Nhưng mà ông trong đó thì khác, ông cứ kênh ba hoài. Có phải bà thấy vợ của người ta cứ trợn mắt lên mình nhìn hay không? Wow, sao con ăn nói như vậy? Bà của con có làm chuyện này sao? Không phải bà gạt người ta đâu. Lần này ba bị người ta ghẹo đó. Có lẽ là họ ganh tị ba trẻ tuổi. Đàng hoàng chút đi. Điều tốt đâu cần phải giấu. Ông sao rồi? Lần sau nhớ báo với tôi trước nha, thiệt làm cho tôi hết hồn đó.
ổng phóng mạnh như vậy á, tiền làm tôi hết hồn đó. Ba không sao chứ? Đỡ kia, bà đừng có nói lớn quá mà. Ba đâu có gì chứ, tại má có khẩn trương thôi. Nè, hai đứa mình cho đội BS đâu? Nè, ngồi nghỉ chút đi. Ngồi nghỉ chút đi, má vô trước nha. Nè, gọi TS quan không có đau đâu. Ba đừng có nhiều chuyện quá. À, đúng rồi, ê, bà ngoại có lên không ba? Chiều nay bà hẹn với bạn, hồi sáng đã lên rồi. Nè, nói thiệt nha, nhà mình ngày nào cũng lên khám thì là tốn tiền lắm. Bây giờ công ty hàng không trả tiền hay là sở du lịch trả tiền? Con cũng không biết, họ đang điều tra. Ê, bạn của con thì là phiền phức, bị ho lao thì đừng có đi làm. Có truyền nhiễm thì truyền nhiễm cho những người ở trên máy bay thôi. Sao vậy, công ty để truyền nhiễm cho tụi bay chứ? Thì ra ở trên máy bay cả đám người bị nhiễm lao phổi là vì một người bạn chung sở với các người hả? Vậy Xin lỗi nha, ông cũng có phận đi chuyến bay đó à? Vậy mới thảm thương, thì phải mang ơn cô đó. Quay, cái gì chúng tôi? Chúng tôi cũng là phần tử bị hại mà. Nhưng mà ai đã lay chài chứ? Ba à, thôi mà, xin lỗi hay gì nha. Xin lỗi nha, ba đừng có vậy. Đâu có gì, ba lánh né thôi. Ba sợ bị nước miếng dằn trúng thì họa lây đó. Ông lại nói gì đây? Ba, thôi mà. Ôi chào ba. Cho ông chết luôn đi. Ý, sếp Trung, sếp cũng tới khám sức khỏe hả? Phải Mẫn à. Sếp Trung à, để tôi giới thiệu nha, đây là ba của tôi, chị hai của tôi. Sếp Trung à, chào bác. Cảm ơn, bác quán trà. Tôi tưởng hôm nay không có cá ngựa là khó kiếm được chỗ. Thì phải, chỗ này đông khách lắm. Tại vì con Phương của tôi thường hay dẫn đoàn khách lên ăn mà, cho nên quen thân lắm. Bình thường hả, chờ cả tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi đó. Vậy hả? Kiếm cái bàn chắc không khó khăn lắm chứ hả? Hello girls, các cháu đã tới rồi hả? I'm so sorry, thiệt là kẹt xe quá mà. Ý, hôm nay giám đốc Trần không có đi làm sao Phương hả? Dạ không phải. Sao lại cho mấy cái dân tàu lao tới ngồi ké vậy chứ? Dạ đây là cấp trên của cháu, còn đây là ba của ảnh và má của ảnh. Tôi nghĩ chắc là bác gái hả? Sai rồi, không phải vợ, là má vợ đó. Xin lỗi nha. Không sao đâu, cũng là một câu thôi. Tôi thấy dạo này tiêu chuẩn của cảnh sát thiệt là đề cao hơn trước nhiều, ánh mắt cũng đã đổi khác. Cái gì, không phải là thằng con tôi có ánh mắt nhìn xa hơn hay tốt hơn, chỉ là bà cụ ăn mặc theo thời thôi. Excuse me. Alo, Mary speaking. Hả? Bộ bà ngoại vẫn có làm việc hay là sao? Dạ đã hết rồi. Gọi điện thoại cầm tay đâu có nhất thiết là còn làm việc chứ. Nói chuyện chơi thôi mà. Cô làm ơn nói chuyện nhỏ chút tiếng mà. Behave chứ. Xin lỗi nha. Được, tôi nhớ mà. Miễn là tôi sẽ biểu thằng rể của tôi lo liệu xong cho chị. Thôi chào nha. Have a nice day. Bye bye. Có điện thoại lại không dùng mà dùng cái cầm tay, thích nó rõ ràng hả? Thì phải rồi, không biết tại sao hễ tới đây ăn cơm á thì cái điện thoại này vẫn tiếp thu không tốt. Ông Quỳnh à, ông cũng rành về vụ này hả? Ông dùng mạng lưới nào vậy? Là KTA sát trùng hay là thành ký vậy hả? Xin lỗi nha, ba tôi thì không có rành vụ này lắm đâu. Nhìn là biết rồi. Bà thấy bà thiệt làm phách quá mà. Cần gì cầm cái điện thoại cầm tay đi dạo khắp phố chứ. Tưởng người ta không biết hay sao? Bà à, bây giờ cái điện thoại rẻ tiền lắm. Phải rồi, nếu ông muốn mua thì mua cho ông đi nha. Chào ông Suya. Chào. Đúng lúc tôi vừa đi ngang khu này cho nên ghé vô thăm anh chị. Thiệt ngộ quá ha. Thiệt ngộ gì sao? Mời vô ngồi. Được. Ba uống trà đi. Cảm ơn. Tôi thiệt có lòng tới thăm các người đó mà. Thiệt tình vậy đó. Mạnh giỏi chứ hả? Dạ mạnh. Không cần cái sáo đành xuôi. Rảnh rỗi thì lên đây chơi đi nha. Ba à, hả? Người nhà với nhau mà có gì cứ nói đi. Nếu mà con không hỏi tới á thì ba cũng ngại nói lắm. Ba ở được mà. Con làm cảnh sát á thì cần phải đổi ca, thì giờ cũng bất định lắm. Những cái chuyện xưa kia thì Tụng Liên quen làm mà. Cho nên nếu như con lỡ quên thì ba không trách con đâu. Anh Soya, anh nói chuyện trực tiếp thẳng thắn một chút có được hay không? Không phải là giờ nói vui đâu. Ê, ông à. Chuyện như vậy, hôm nay đã năm tay rồi. Mọi khi á, thì Tụng Liên chuyển tiền vô trương mục của tôi. Tuần lễ trước con đã nhờ thằng Quang đưa tiền cho ba mà. Tuần lễ trước? Mười, ba mươi. Mình đi đổi ca của sếp đường trước. 18 báo với các anh em khác, tới thế chỗ của mình đi. Và chờ lệnh của tôi. Chị à, anh phụ trách nha.
nhưng mà gần mục tiêu thì tin rằng sẽ đi lại những con đường hôm xưa. Anh chị phải lo liệu. Mẫn à, chị theo Tiểu Khắc Dinh Chí ra xe nha. Quang à, theo xe tôi nha. Có vấn đề sao? Anh Trung. Cảm ơn. Có cần ăn gì không vậy? Em có thể đi mua. Mục tiêu xuất hiện bất chợt. Ngồi yên đi. Hôm qua bà có lên nhà, anh đã đưa tiền cho ổng. Anh nghĩ em đã lớn rồi. Sáng bây giờ, sáng chiều lúc nào mình cũng gặp mặt với nhau. Trước sau gì em cũng phải ăn nói với người ta mà. Cho nên anh đây không muốn coi em như là con nít vậy. Anh đã khuyên bà đừng có đem cái chuyện này ra mà gây nữa. Như vậy làm phiền anh. Nếu như bản thân em không có đủ tiền xài á, thì nói với anh một tiếng đi. Được. Thì đợi em thiếu tiền cái đã. Em vẫn ngoan cố không thèm giải thích hả? Đằng này nói là tin em, đằng kia thì bị em giải thích. Như vậy là ý gì? Ý gì hả? Anh đang bận tâm tới em đó. Ý, sao có thêm ba người vậy? Gà con đã tự hội họp. Gọi anh Tránh biểu xếp đơn thêm người. Nhưng gần mục tiêu có 4 người, anh em không đủ tiếp đãi. Quay, em đi đâu? Tiếp đãi với mình. Quang à, sếp Trung, không phải con đường mình thường ngày họ đi. Báo cáo vị trí mới với sếp Đường. Đối phương đông người như vậy, mình không có đủ người thiệt là khó theo dõi lắm. Còn nữa, ráng chụp tình hình cho ba thằng đó. Mình phải hiểu rõ lai lịch của nó. Sắp gần lại coi thử. Được. Mắc dệt. Đi ngay. Alo. Sếp Trung, họ có súng ở trong người. Nghe rồi. Chí à, nhìn rõ dòng mẹ của họ nha. Sếp Trung, họ đều có súng. Hình như là họ sắp hành động. Sếp Trung, có thể xuống trận không? Các người đều không có súng và thẻ bên mình. Đừng làm ổn nha. Khu phố đông người như vậy, đi gây với tụi nó là chết nhiều người. Chí à, hãy mau báo cáo địa điểm với sếp Trần đi. Các người khác không có chỉ thị của tôi thì không được lộ mặt. Quê, sếp Trung bảo đừng có làm ổn. Yên trí đi, tôi biết lo liệu. Anh Quang. Bỏ đi, Mẫn à. Trước khi hắn sắp vô lại gần, hãy giữ một màn kinh đi. Tôi sơ ý thôi mà. Tôi đâu có ý chứ. Bỏ đâu. Bỏ đâu. Bỏ đâu. Xin lỗi bà, xin lỗi. Xin lỗi, cô không có ý đâu. Quay lại bỏ nha. Mục tiêu của tất cả 4 người, hãy mau kiếm người đi theo đi. Tôi đã nói không có mà. Ý là bỏ đổ. Không có mà. Tôi sợ bỏ của chỗ nào chứ. Tôi sợ bỏ của chỗ nào đâu. Cô nói đi. Cô nói đi. Tôi sợ bỏ chỗ nào hả? Trời ơi, không có mà. Không có. Tôi nói không có mà. Mấy người tin cổ hả? Không có. Không có mà. Không có. Em làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Cả đội người hành động, ai nấy đều nghe lệnh làm việc. Sao lại nóng nảy vậy? Phải, em có quyền không nghe anh, nhưng anh dùng thân phận của anh để mà nói chuyện với em thôi. Nhưng mà trong thời gian hành động, lời nói của anh là mệnh lệnh đó. Em không nghe, làm sao là cảnh sát đi. Kẻ vào làng giấu tay trong đó là em mà.
kẻ bị kiện xe bỏ cũng là em. Bây giờ không bị đám cướp tẩu thoát lại chặn đường họ ra tay, anh còn muốn gì nữa đây? Bây giờ anh tới bảo lãnh em thôi, có cần làm giảng hòa thượng giảng đạo không vậy? Anh là cấp trên của em đó. Cho dù là cấp trên của em cũng không thể xen chuyện đời tư của em. Anh đâu có biết em nhiệt tung tiền mà làm như vậy chứ. Không có biết em cấu kết với xã hội đen. Anh lo lại mang hối lộ hả? Anh chỉ lo là em làm đường lạc lối thôi. Anh rể cũng được, cấp trên cũng được, anh chỉ bận tâm tới em thôi. Phải, anh biết em không có thích người ta coi em như là con nít. Anh cũng không có sức này. Nếu như chúng ta là người nhà, em có khó khăn có thể nói với anh mà. Giúp đỡ cho nhau, tiếp ứng cho nhau không phải là chuyện xấu hổ đâu. Miễn là tiền lần trước anh đưa cho bà, em có chuyện cần để xài đi, mai mốt trả lại cho anh. Ok, em nghĩ gì được rồi chứ, cấp trên. Sếp Hà, chúng tôi đã coi lại hình của những người ra vào quán trọ. Sau khi đối chứng thời gian, phát hiện ba tên kỵ binh này khoảng 9 giờ rưỡi tối qua đã đi taxi tới. Có phải là Lương Vinh Chiếu trực tiếp hẹn họ lên đó hay không? Biết tự đón xe, nhưng không phải là tay mới. Tôi đã nhờ các anh em đi điều tra rồi. Cái đám dân này có ai giống những tấm hình mà sếp đưa ra trong những vụ cướp trước không? Lần này gây rối loạn ở Phương Hoàng như vậy, họ có biết mình theo dõi không? Nếu mà quan sát theo phản ứng ở hiện trường á, chúng tôi chắc chưa có bị lộ. Ừ, cũng may thằng em vợ của anh lanh lợi. Nghe nói là anh bị người ta bắt về tay cảnh sát kiện tội sờ mó hả? Có gì không? Không có gì đâu, bảo lãnh ra rồi, cảm ơn. Chó con là như vậy mà, tuy là hơi rối loạn, may là có thể đè nén nổi. Cái đám cướp này còn nóng lòng hơn là mình tưởng tượng nữa. Tôi không muốn người dân Hồng Kông bị nguy hiểm. Nè, anh theo sát coi có người tiếp đầu không, ghi lại giờ giấc. Yes sir. Thừa lúc họ thả lỏng là tới nhà bắt người. Yes sir. À, Trung à, đi uống nước giải lao nha. À, đợi khi khác nha, tôi có chút chuyện. Hey, kẹt nhất là má vợ của con đã xuống phố mua đồ, ba thì lại không biết các thứ. Uống miếng nước trước nha. Cảm ơn ba. À, tối nay con ở lại nhà ăn cơm nha hả? À, thôi đừng để khi khác nha, thì cảnh sát vẫn còn bận rộn lắm. Thật ra con lên đây là muốn bàn chuyện thằng Quang với ba. Ê, hey, đừng nhắc tới cái thằng khỉ đó. Tối hôm qua khi nó về tới thì ba thọt bảy mấy cái chuyện nó đi lấy tiền của con. Biết nó làm sao không? Nó xông vô trong phòng, đóng cửa lại cái rầm. Hay dạ, không biết trong mắt của nó còn có cha mẹ nó hay không đây. Chẳng thèm nói năng gì cả. Cả chục ngàn lấy đem đi tiêu xài mà không có một lời giải thích. Nó làm như là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Hồi sáng khi mà làm việc con có hỏi nó về chuyện này. Nó nói là có chuyện xe gấp, mai mốt mới trả lại. Nó nói láo thôi. Đâu có phải ba của nó bệnh ung thư, cũng đâu có phải vợ của nó sanh ra con đâu. Thanh niên trai tráng có chuyện gì phải xài tiền nhiều vậy chứ hả? Nè, ba cho con coi cái này. Cái gì vậy ba? Đây là mấy cái biên nhận rút tiền của thằng khỉ đó. Ba moi ra được trong cái vỏ rác của nó đó. 3 ngàn, 6 ngàn, 5 ngàn rưỡi, đều rút ở đầu tháng. Ba đã tính rồi, chưa tới 10 tây, cái thằng khỉ đó đã xài hết tiền lương. À, vậy mà hôm đó ở ăn đường, nó lại còn nói với ba, ba, con sẽ nuôi ba, con sẽ nuôi ba. Nếu mà nhờ nó nuôi hả, cái hồ cá tàu cũng bị chết sạch đó. Như vậy má có biết nó tại sao xài tiền nhiều như vậy không? Đàn bà thì đâu có hơi sức đâu mà để ý chuyện này. Còn coi nó bấm máy ở đâu thì con biết liền chứ gì. Ba cao. Anh Quang, bây giờ tôi xuống địa điểm kế tiếp. Anh lên xe nghe điện thoại của sếp Trung đi. Tiểu khách sẽ thay chỗ với anh. Chuyện lớn rồi.
Đi về đi, các anh em khác sẽ lấy khâu cùng. Ừ, mình đúng là bị người của tổ tình báo chơi mà. Bộ tướng Trung muốn về sao? Đi. Hello, anh Đệ hả? Sao cướp gì? Phải cướp chứ, sao bị người ta câu dây? Xảy ra chuyện gì hả? Có đám cảnh sát tới ở bộ đó. Tại sao lại như vậy? Tôi đâu có biết tại sao. Mai là đi đám bóp hết, nếu không là chuyện lớn đó. Tôi còn phải đi báo cho tụi nó. Vậy món nợ của tôi thì sao? Tôi biết, nợ anh đã quá hạn rồi. Nhưng mà tôi đâu có tiền trả cho anh chứ. Bây giờ tôi đi sa thải bọn nó cũng phải trả tiền. Khoan đưa tụi nó đi. Cái gì? Khoan hả? Sếp Trần, sao rồi? Chỉ có cái phòng trống. Có lẽ bọn chúng bắt được tin cho nên bỏ trốn. Xin lỗi sếp. Không mắc mớ cái đám chó con đâu. Ngồi xuống mới nói nha. Theo như tôi nghĩ thì có lẽ cái thằng đó đã biết được anh có lòng ộp ổ nó, cho nên đã đánh lạc hướng đám anh em của anh thôi. Sếp Trần à, sếp không cần nói bên cho họ đâu. Lần hành động này rõ ràng là đội chó con bị hất chức mà. Hả? Tôi đã đánh báo cáo chuẩn bị vào cho sếp hả? Có ai mà chưa từng bị lỗi chứ. Không cần bực bội đâu. À, sếp Hà bây giờ đang họp. Để lát nữa tôi sẽ giao giùm anh. Cảm ơn nhiều. Về bàn lại đám anh em của anh. Phải giữ sĩ khí. Cái vụ án này chưa dứt đâu. Đừng có chán nản vậy mà. Miễn sao thắng tôi nói thì được rồi. Anh thì là tức quá mà. Tức quá đi. Thưa ba. Ủa Trung, còn tới đúng lúc đó. Hả? Bắt cái đám ăn dịch này cho ba đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà đâu có biết. Người ta đi cảnh sát thì quay phòng, còn con của ba đi cảnh sát thì chơi trò này. Ha. Ngày hôm nay từ sáng tới chiều á, thì có người tới kêu đánh kêu chém. Ha. Ba hồi thì cái đám cả tín dụng nói tới thâu nợ. Ba hồi thì nói là nợ con cha trả. Hay ba hơi sức nào mà trả chứ. Bộ ba ngu sao? Đáng lẽ ba muốn lại cho con. Ha. Ai về ba mới vừa quay lưng đi thôi. Ha. Thì đã bị cái đám cho dài lãi cao. Dở trò này. Con hãy bắt họ về xử bắn đi. Ba đừng có bực bội mà. Ba, thằng Quang ở đâu ba biết không vậy? Hôm nay lúc tan sở nó đã bỏ đi đâu không biết. Con gọi máy cho nó cũng không trả lời. Cái thằng đó may mắn về tới nhà, vác cái ba lô thì bỏ đi cho nên không gặp cái đám mắc dịch đó. Nếu không thì ba mặc kệ nó bị người ta chém người ta giết, để khỏi chướng mắt. Nó có nói là đi đâu không vậy? Nó thì còn chỗ nào để đi chứ. Nè Hùng Miễn ơi. Thôi đừng có giỡn mà. Gì vậy? Kiểu kỳ gì? Đừng mà. Hùng Miễn ơi. Thôi đừng mà. Tụi ai thấy đâu? Anh Kỳ, thì phải đánh cướp chiếc thuyền này hả? Sẵn đã kiếm cái đám đã xuống làm ăn rồi, vậy thì cướp chiếc tàu này đi. Anh đừng quên nha, số nợ của anh cũng phải thanh toán đó. Hơn nữa lần này tôi đã bắt được đường dây với thiên địa, coi như nhét tiền vô túi anh. Nhưng mà lúc xưa chưa có ai làm đó. Có chứ, thằng Trương Bảo đã làm mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.